Xin chào các bạn đến với kênh của Linh. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn về bảo hiểm sức khỏe. Cụ thể hơn là những cái điều cơ bản cần biết đối với những người mà lần đầu mua bảo hiểm sức khỏe. Trong video này thì mình sẽ nói về bốn cái điểm chính mà các bạn sẽ cần phải quan tâm khi mà cân nhắc cái việc là định mua một cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nào, cho dù là mua rời hay là mua kèm trong bảo hiểm nhân thọ. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ cần quan tâm đó chính là về thời hạn và cái việc tái tục bảo hiểm. Về cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hay là cái thẻ sức khỏe ấy, thì thông thường nó sẽ có cái thời hạn bảo hiểm là 1 năm, cho dù là các bạn mua rời của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hay là mua kèm trong một cái hợp đồng nhân thọ. Thì hiện tại thì trên thị trường thì mình chưa thấy một cái sản phẩm hay là một cái thẻ sức khỏe nào mà có cái thời hạn hợp đồng nó dài hơn 1 năm. Nếu mà bạn có biết một cái sản phẩm nào đó như thế thì các bạn có thể comment để chia sẻ cho mình. Và mặc dù là cái thời hạn của cái thẻ sức khỏe thì nó chỉ là có 1 năm thôi, nhưng mà thực ra thì không không ai trong chúng ta khi mà tham gia bảo hiểm nói chung mà chỉ có ý định tham gia 1 năm thôi cả. Không có ai là chỉ có mua cái thẻ sức khỏe 1 năm, sau đó năm sau lại bỏ không tham gia nữa. Mà thông thường chúng ta sẽ có cái nhu cầu là cần được bảo vệ về sức khỏe trong một thời gian nó khá là dài, đúng không ạ? Nó có thể từ 2 3 năm đến 5 10 năm, thậm chí là hơn. Tuy nhiên thì với cái việc là cái thời hạn hợp đồng của cái thẻ sức khỏe nó chỉ là 1 năm thì chúng ta sẽ có cái rủi ro là bị từ chối mua vào năm tiếp theo. Tất nhiên cái việc mà từ chối mua hay là từ chối bán của công ty bảo hiểm ấy thì nó sẽ có những cái điều kiện hay là có những cái trường hợp nhất định, chứ không phải là họ thích thì họ bán hay là họ thích không thích thì họ không bán, thì không phải như vậy. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì chúng ta ở tư cách là người mua thì vẫn sẽ có cái rủi ro là năm tiếp theo, tức là năm nay mình được mua nhưng năm tiếp theo mình có thể là không được mua cái sản phẩm đó nữa. Ở tất cả các sản phẩm thẻ sức khỏe này thì ngoài cái việc là ghi cái thời hạn hợp đồng là 1 năm ra thì nó có kèm thêm một cái phần nữa, đó là nó cho phép khách hàng có thể là tái tục hàng năm để được tiếp tục bảo vệ. Tuy nhiên cái việc tái tục hàng năm này thì nó sẽ khác với việc là cam kết tái tục hàng năm. Thì cái nó khác nhau ở điểm đây là ở các sản phẩm mà ghi là tái tục hàng năm ấy thì nghĩa là chúng ta có thể tái tục hàng năm, nhưng mà sẽ cần phải có sự đồng ý của công ty bảo hiểm. Tức là họ sẽ là người quyết định là chúng ta có được mua bảo hiểm ở năm tiếp theo hay không. Còn cái việc cam kết tái tục nó sẽ khác, tức là cam kết tái tục ở đây thì chỉ cần chúng ta đáp ứng được cái nghĩa vụ của mình, đó chính là đóng phí, thì chúng ta chắc chắn là sẽ được tái tục bảo hiểm, sẽ được mua cái thẻ sức khỏe đó ở năm tiếp theo mà không cần quan tâm đến việc là công ty đồng ý hay không, mà công ty chắc chắn là phải đồng ý bởi vì đã cam kết rồi. Thì nhiều khách hàng khi mà nhắc đến cái vấn đề tái tục này thì thường hay bị nhầm lẫn giữa việc là tái tục hàng năm với cái việc là công ty cam kết tái tục hàng năm. Và để mà phân biệt được cái điểm này thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta theo dõi và nghiên cứu ở trong cái điều khoản của cái sản phẩm đó. Mình có thể lấy ví dụ ở đây. Đây là một cái điều khoản về cái phần liên quan đến phần tái tục hợp đồng của cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của công ty Daiichi. Thì mình lưu ý ở đây là ở đây thì mình lấy ví dụ của sản phẩm Daiichi thì không phải là dùng để dìm hàng hay gì cả, mà mình nói luôn đó là hầu hết tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ, ví dụ như là Prudential hay Manulife gì đó, thì cũng đều có cái quy định nó tương tự như này. Về câu từ nó có thể khác nhưng mà về ý nghĩa thì nó có ý nghĩa là khá là giống nhau. Tức là các công ty bảo hiểm này thì đều có quyền từ chối gia hạn cái sản phẩm thẻ sức khỏe này. Và như với Daiichi này thì nếu mà trường hợp là họ từ chối gia hạn cái thẻ sức khỏe đó thì họ sẽ thông báo trước cho khách hàng 30 ngày bằng văn bản. Còn ở một trường hợp khác, một sản phẩm khác mà có cái căn cái tái tục thì nó cũng sẽ được ghi rất là rõ ràng ở trong cái điều khoản sản phẩm. Mình lấy ví dụ ở đây là cái điều khoản tái tục hợp đồng bảo hiểm của cái sản phẩm của bên Pacific Cross. Thì trong này các bạn nhìn thấy này, nó cũng là hợp đồng bảo hiểm là thời hạn 1 năm và được tái tục khi hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên cái điểm quan trọng ở đây ấy, đó chính là cái phần này. Công ty đảm bảo việc tái tục hợp đồng bảo hiểm. Đảm bảo việc tái tục hợp đồng bảo hiểm thì nó chính là cái việc là công ty cam kết là sẽ tái tục cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu và khách hàng đáp ứng cái nghĩa vụ của mình, đó chính là đóng đầy đủ phí bảo hiểm tái tục.
Thì như vậy các bạn nhìn thấy này, ở hai cái điều khoản này nó có ý nghĩa nó khác nhau đúng không ạ? Một bên là có thể từ chối tái tục và một bên là cam kết tái tục. Thì cái điều khoản này nó sẽ rất là quan trọng đối với những cái người mà cần một sự chắc chắn, bởi vì như mình đã nói rồi, chúng ta thường là tham gia bảo hiểm không có ai tham gia chỉ trong 1 năm đâu, chúng ta muốn tham gia trong dài hạn và chúng ta muốn được đảm bảo cái việc tham gia dài hạn đó. Và nếu mà được đảm bảo bằng một cái điều khoản chắc chắn như thế này, rõ ràng như thế này, thì nó sẽ mang lại một sự an tâm cho chúng ta khi mà đồng hành với cái gói đó, cái hợp đồng đó trong thời gian dài. Thì mình nghĩ đây sẽ là một cái điểm mà cũng sẽ khá là nhiều bạn sẽ quan tâm về cái phần tái thực bảo hiểm này. Và nếu mà các bạn có cái nhu cầu tìm hiểu thêm về cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe mà có cam kết tái tục này, thì các bạn có thể để comment ở phía dưới hoặc là liên hệ với mình qua các cái số điện thoại ở trên này, mình sẽ tư vấn thêm cho bạn. Cái câu hỏi thứ hai đó là về cái vấn đề là cái thẻ sức khỏe đó, cái phần phí cho cái thẻ sức khỏe đó nó có được tích lũy hay không. Thì cái tích lũy ở đây sẽ được hiểu đơn giản là sau một số năm nhất định, đặc biệt là trong trường hợp mà chúng ta khi mà tham gia bảo hiểm mà chúng ta không có claim gì, không có yêu cầu bồi thường gì, thì sau một vài năm thì chúng ta có thể là nhận tiền về hay không. Thì này nó sẽ phụ thuộc vào cái sản phẩm mà bạn mua. Cụ thể ở đây thì đối với các loại thẻ sức khỏe mua rời của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, ví dụ như là VBI này hay là Bảo Việt hay là PVI gì đó, thì tất cả các sản phẩm này thì đều không có tích lũy. Tức là phí mà các bạn đóng vào nó sẽ có thể tạm gọi là phí rơi hàng năm. Và sau hết 1 năm thì các bạn cho dù có được bồi thường hay không thì cũng sẽ không nhận lại phí. Còn đối với các cái thẻ sức khỏe mà mua kèm trong một cái gói hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ấy, thì nó sẽ lại có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nó sẽ cũng là không tích lũy giống như là cái thẻ sức khỏe mua rời ở phía trên này. Thì một số công ty bảo hiểm mà áp dụng cái loại thẻ sức khỏe này thì mình có thể biết ví dụ như là Prudential hay là AIA. Và theo mình biết thì đa phần các công ty bảo hiểm đều như vậy. Tuy nhiên cũng có một vài công ty bảo hiểm là có tích lũy đối với cái thẻ sức khỏe. Tuy nhiên cái phần tích lũy này nó sẽ được tích lũy vào trong cái phần giá trị tài khoản của cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó. Thế nhưng với cái phần với các cái sản phẩm như vậy thì mình cá nhân mình thấy thì lại sẽ có một cái điểm nó hơi bất lợi cho khách hàng. Đó chính là việc là ở các cái sản phẩm mà thẻ sức khỏe mà có tích lũy như vậy, tức là có cái khấu trừ phí rủi ro ấy, thì ngoài cái việc là vẫn bị trừ phí rủi ro nó giống như là cái phần thẻ sức khỏe mua rời, thì nó còn bị mất đi cả cái phần chi phí ban đầu hay một số công ty còn gọi là phí khai thác. Thì phí ban đầu này thông thường ở trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì nó sẽ áp dụng cho cái phần sản phẩm chính. Tuy nhiên nếu mà cái sản phẩm thẻ sức khỏe đó mà cũng được áp dụng theo cái cách là trừ cái khấu trừ phí rủi ro ấy, thì nhiều khả năng nó cũng sẽ bị trừ cả cái phần phí ban đầu nữa. Thì khi đó ở một khía cạnh nào đó thì nó sẽ là hơi bất lợi cho khách hàng. Vấn đề thứ ba là vấn đề về bồi thường bảo hiểm. Thì đây cũng sẽ là một cái phần mà chúng ta quan tâm đúng không ạ? Bởi vì chúng ta mua bảo hiểm là để nếu mà có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì chúng ta sẽ được bồi thường. Thì thông thường đối với bảo hiểm sức khỏe thì nó sẽ được có 2 cách bồi thường chính. Thứ nhất là bảo lãnh miễn phí. Thì bảo lãnh miễn phí thì có thể hiểu đơn giản đó là thay vì việc là chúng ta trả tiền cho bệnh viện, sau đó chúng ta làm hồ sơ bồi thường đối với công ty bảo hiểm, thì ở cái trường hợp bảo lãnh miễn phí, công ty bảo hiểm sẽ tự thanh toán với bệnh viện. Trong một số trường hợp thì thậm chí là khách hàng không còn phải bỏ ra một khoản tiền nào khi mà vào viện cơ. Nhưng có một điểm cần lưu ý đối với phần bảo lãnh miễn phí đó chính là cái số tiền mà công ty bảo hiểm mà thanh toán đối với bệnh viện ấy, thì nó cũng sẽ chi trả và thanh toán trên cái hóa đơn viện phí thực tế và nó sẽ không quá cái hạn mức gói mà khách hàng này tham gia. Thì như vậy không phải là cứ có bảo lãnh viện phí là chắc chắn nó sẽ được bảo vệ 100%, mà nó còn phụ thuộc vào cái hạn mức gói của chúng ta tham gia nữa, và nó cao hơn hay nó thấp hơn đối với cái chi phí nằm viện, chi phí điều trị thực tế. Nếu mà chi phí điều trị thực tế nó cao hơn cái hạn mức gói, ví dụ như là chi phí thực tế là 10 triệu nhưng mà hạn mức gói của chúng ta chỉ là 5 triệu thôi,
thì khi đó chúng ta sẽ cần phải tự trả 5 triệu còn lại. Ví dụ như vậy. Một điểm nữa là về cái việc bảo lãnh viện phí, đó là cái hình thức này sẽ chỉ áp dụng tại một số cái bệnh viện hoặc là phòng khám nhất định thôi. Và đấy là những cái bệnh viện và phòng khám mà có liên kết bảo lãnh đối với các công ty bảo hiểm. Thì ở thời điểm hiện tại thì đa phần các cái bệnh viện hoặc là phòng khám tư, phòng khám bệnh viện quốc tế thì đều có cái liên kết bảo lãnh đối với các công ty bảo hiểm rồi. Tuy nhiên để mà chắc chắn thì nếu mà các bạn có nhu cầu và có mong muốn được bảo lãnh viện phí thì trước khi chúng ta đi đi khám hay đi điều trị ở bệnh viện thì chúng ta nên kiểm tra lại xem cái bệnh viện đó hay là cái phòng khám đó nó còn nằm ở trong danh sách các bệnh viện hay là các phòng khám mà có liên kết bảo lãnh với công ty bảo hiểm đó hay không. Các cái thông tin này thì các bạn hoàn toàn có thể xem ở trên trang web của các công ty bảo hiểm, nó sẽ có đầy đủ và sẽ có cập nhật danh sách thường xuyên. Thì đó là trường hợp bảo lãnh viện phí. Còn trường hợp mà khách hàng điều trị ở những cái bệnh viện mà không thuộc trong danh sách đó, hoặc là thuộc ở trong danh sách đó nhưng mà ở một số trường hợp đặc biệt mà không được bảo lãnh viện phí, thì trong trường hợp đó khách hàng sẽ sử dụng hình thức bồi thường thứ hai, đó là thanh toán trước và yêu cầu bồi thường claim sau. Thì đối với cái trường hợp này thì mình đã nói ở phía trên, đó là khách hàng đi khám hoặc điều trị ở bệnh viện này, sau đó sẽ tự thanh toán các chi phí điều trị trước, sau đó sẽ lấy hồ sơ giấy tờ, hóa đơn, rồi bảng kê các thứ về và làm hồ sơ claim đối với và gửi đến công ty bảo hiểm. Về hình thức nộp hồ sơ thì hiện tại thì đa phần các công ty bảo hiểm, cả phi nhân thọ hay là cả nhân thọ, thì đều có cho phép khách hàng nộp hồ sơ online, biết hầu hết là như vậy, qua các cái ứng dụng ở trên điện thoại hoặc là qua trang web, tức là qua các cái trang về hợp đồng điện tử ở trên web. Ví dụ như là VBI thì có MyVBI này, AIA thì có MyAIA này, hoặc là Pro Online này, vân vân. Mỗi công ty bảo hiểm thì sẽ có một cái hình thức riêng, một cái ứng dụng hoặc là một cái trang web riêng để xử lý cái vấn đề hồ sơ online và giải quyết bồi thường. Một điểm nữa mà các bạn cần lưu ý, đó là đa phần các công ty ấy thì đều có, ngoài cái việc là nộp hồ sơ online, thì trong những cái trường hợp nhất định thì chúng ta vẫn cần phải nộp hồ sơ gốc về cho công ty. Tuy nhiên có một số loại giấy tờ mà chúng ta có thể là yêu cầu các công ty bảo hiểm trả lại sau khi mà họ đã kiểm tra về cái hồ sơ đó. Mình lấy ví dụ như là các hồ sơ về cái sổ khám chẳng hạn, hay là các kết quả khám, thì chúng ta có thể yêu cầu công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả lại chúng ta sau khi mà trả bồi thường xong. Thông thường thì cái giấy tờ quan trọng nhất mà các công ty bảo hiểm sẽ cần và sẽ giữ lại, đó chính là hóa đơn thể hiện cái chi phí điều trị. Điểm thứ tư mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm khi cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe, đó tất nhiên là về quyền lợi và các cái loại trừ bảo hiểm ở trong cái sản phẩm đó. Thì về phần quyền lợi thì nó sẽ rất là rộng, tuy nhiên ở đây thì mình sẽ chỉ cần tập trung vào một cái điểm mà các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải quan tâm, đó chính là cái số tiền bảo hiểm, mà cụ thể hơn nữa đó là cái hạn mức phụ. Thì thông thường các cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe ấy, thì đều có một cái số tiền bảo hiểm theo một năm. Nhưng mà ngoài cái phần số tiền bảo hiểm theo một năm đó ra ấy, thì nó có thêm những cái hạn mức phụ nữa. Mình lấy ví dụ như là một cái gói bảo hiểm sức khỏe thì có thể là bảo vệ cho bạn là một năm lên đến 100 triệu. Tuy nhiên nó có gắn kèm thêm các hạn mức phụ cho các hạng mục nhỏ. Mình lấy ví dụ như là cái chi phí tiền tiền giường phòng ở bệnh viện. Mình lấy ví dụ như là nếu mà các bạn tham gia một cái gói hợp đồng mà có cái hạn mức phụ về cái chi phí tiền giường phòng nó là 1 triệu một ngày, mà khi đó nếu các bạn sử dụng dịch vụ đi khám và nằm viện ở các bệnh viện quốc tế, ví dụ như là Thu Cúc, Hồng Ngọc chẳng hạn, thì đa phần các cái bệnh viện đó thì nó đều có cái chi phí giường phòng một ngày nó lên đến tầm 1 triệu rưỡi, 2 triệu hay là 3 triệu. Thì khi đó nếu mà chúng ta chỉ tham gia gói có cái hạn mức phụ là 1 triệu thì cái phần chênh ra chúng ta sẽ cần phải tự trả. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm, chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn vào mỗi cái số tiền bảo hiểm một năm lên đến 50 triệu, 100 triệu và nghĩ rằng là toàn bộ cái chi phí điều trị của mình là, và bao gồm cả chi phí giường phòng sẽ được chi trả hết, thì không phải.
Tất nhiên cũng sẽ có một vài công ty, một vài cái sản phẩm sức khỏe của công ty thì không có cái áp dụng cái giới hạn phụ nó chi tiết đến cái mức là giường, tiền giường phòng. Thì để mà xem được cái sản phẩm đó, cái công ty đó nó có cái áp dụng cái hạn mức phụ như thế hay không thì chúng ta bắt buộc là phải xem nghiên cứu kỹ ở trong cái quyền lợi về sản phẩm. Các bạn thì có thể xem ở trong những cái tờ rơi sản phẩm mà được công ty công bố ở trên trong web của công ty. Thì đối với mình thì mình cũng đã làm review về một số cái quyền lợi sản phẩm của một số sản phẩm, ví dụ như là của VBI có sản phẩm VBI Care hoặc là sản phẩm A Care, rồi cái sản phẩm hành trang vui khỏe của Prudential, hay là cái sản phẩm bảo hiểm cam kết tái tục mà của Pacific Cross, đó là sản phẩm Health First. Thì tất cả sản phẩm này thì mình đều có review chi tiết về cách đọc hiểu cái quyền lợi, thì các bạn có thể tham khảo ở trong các video này để có thể biết rõ hơn. Cái điểm thứ hai mà các bạn cũng quan tâm đó chính là tất nhiên là các điều khoản loại trừ. Thì tất cả các sản phẩm thẻ sức khỏe thì có rất rất nhiều các điều khoản loại trừ. Ở trong video này thì mình sẽ không nói chi tiết là tất cả các điều khoản loại trừ đó. Đa phần các cái sản phẩm thẻ sức khỏe này thì có điều khoản loại trừ nó cũng khá là tương tự nhau và nó cũng rất là nhiều. Nhưng ở đây thì mình sẽ chỉ tập trung vào một cái điểm mà mình nghĩ là các bạn cần phải quan tâm đầu tiên, đó chính là về cái thời gian chờ. Thời gian chờ là cái thời gian mà nếu mà các bạn mà yêu cầu bồi thường ở trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ không được chi trả. Về thời gian chờ thì mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái quy định cụ thể. Lấy ví dụ như là đối với sản phẩm của VBI thì các bệnh có sẵn hay là bệnh đặc biệt hay là bệnh nghiêm trọng thì sẽ có cái thời gian chờ cố định là 1 năm. Còn cái bệnh thông thường sẽ là 30 ngày. Tuy nhiên ở các công ty bảo hiểm nhân thọ, ví dụ như Prudential hoặc là các công ty phi nhân thọ khác, ví dụ như Pacific Cross, thì những cái bệnh có sẵn hay là bệnh thông thường này thì nó có thể là quy định thời gian chờ nó sẽ hơi khác một chút, và nó phụ thuộc, mà đặc biệt là đối với bệnh có sẵn, nó có thể là phụ thuộc vào cái việc là công ty thẩm định cái tình trạng bệnh của khách hàng như thế nào mà có thể ra cái quyết định về thời gian chờ hoặc là loại trừ hoặc là không bảo vệ. Nó sẽ phụ thuộc vào tùy trường hợp. Thì đối với các cái công ty bảo hiểm đó thì để mà biết chính xác là những cái bệnh có sẵn, những cái bệnh mà chúng ta đã mắc trước khi tham gia bảo hiểm ấy thì có bị loại trừ không hay là có bị áp dụng thời gian chờ bao lâu thì chúng ta bắt buộc sẽ cần phải nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đợi công ty thẩm định kết quả. Còn về những cái điều khoản loại trừ khác thì các bạn cần phải theo dõi và nghiên cứu ở trong cái quy tắc điều khoản sản phẩm. Cái sản phẩm thẻ sức khỏe nào cũng sẽ có quy tắc điều khoản sản phẩm. Mình lấy ví dụ ở đây là có cái sản phẩm về bảo sức khỏe của VBI Care thì mình cũng đã làm một cái video về cái cách đọc hiểu cái điều khoản của cái sản phẩm này. Và cái điều khoản quy tắc điều khoản của sản phẩm này nó cũng áp dụng cho cái sản phẩm bảo sức khỏe A Care và vẫn của VBI luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm để biết là đối với sản phẩm của VBI thì nó sẽ có những cái điều khoản loại trừ như thế nào. Còn trong thời gian tới, nếu mà các bạn có đặc biệt quan tâm đến một cái sản phẩm nào đó mà các bạn muốn mình review về cái điều khoản thì các bạn có thể comment và mình có thể cân nhắc để làm một cái video trong thời gian tới. Trên đây là những cái điểm mà mình nghĩ là nó khá là quan trọng và khá là cơ bản đối với những cái người mà có dự định mua bảo hiểm sức khỏe lần đầu. Hy vọng nó có ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn cân nhắc để tham gia cái sản phẩm nó phù hợp nhất cho mình. Nếu các bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Cuối cùng, như mọi khi nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì các bạn có thể bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào.